Chào các bạn đã đến với Dây Thích Khách Nhân. Hiện nay mình có lên một cái mẫu thùng mới và một cái combo 4 cái coi VIP cho anh em xem. Anh em tí em sẽ review cái combo VIP ra cho anh em xem và mẫu thùng mình cho anh em xem, anh em lựa chọn anh em có thể mua nhà, anh em mua nhé. Về cái mẫu thùng này có mẫu thùng mới nha, em mới làm nha anh em. Vàng bạc nha anh em, em đi màu vàng bạc cho anh em. Nếu thích màu nào thì kêu em sơn lại cũng được. Nhưng mà em thấy mẫu màu này là rất là đẹp nha anh em. Lưới vàng nè, hồng bạc. Lưới bạc hồng vàng nha anh em. Mình đảo qua đảo lại nha anh em. Còn đây là một cái combo VIP. Tí nữa em sẽ review. Nên em sẽ review cái thùng cho anh em xem trước nha. Một thùng này là bắt đôi anh em. Này bắt cái thương kiện những cái kiểu có tiền nha anh em. Cái kiểu này là mình có làm một cái video trước rồi nha. Mình làm thêm một hai cái thùng nữa thì ra cho anh em có thể là lên nguyên cái lo này cho nó gọn như nè. Cao từ cái này tính lên là chỉ có 82 thôi nha, 82, 83 thôi. Nếu mà tính từ hết cái thùng này luôn là chỉ có 83 thôi, chưa tới 83 nha anh em. Đây, vị trí này em sẽ mở ra cho anh em xem nha. Này, em sẽ gắn nha, em chỉ gắn lưới vô thôi nha. Đây. Còn này, cái này thì hai chép dưới nha anh em. Phụ kiện này đủ nha anh em. Tiêu âm em cũng lót hết rồi nha. Mạch thì mạch 1938. Đây, hồng chép đây. Trên dưới, cái trên phía dưới nha anh em. Đây là một đây. Đây là tổng thể của như thế này nha. Cái hậu nó rất là dài anh em, tại vì kiểu qua tỉa thì cái hậu nó là bát nằm trong, chép nằm trên nha anh em. Cái hậu rất là dài nha. Anh em muốn combo này thì bán luôn cái combo này. Thùng kia bạn nhận bạn thùng kia anh em vào cài cứ liên hệ qua Zalo em báo giá thùng nha. Không có rẻ đâu nha anh em. Thùng là trên dưới giá thị trường thì tính là nó cũng rẻ rẻ thôi, nhưng mà anh em nhiều giờ anh em mua thùng 4 cấp đôi cũng tầm 1,5-1,7 triệu thì giá em cũng như đó thôi. Em làm thì bán cũng giá như đó thôi, anh em cài cứ liên hệ thôi nha. Không tới 1,7 triệu đâu nha anh em. Nào cài cứ liên hệ. Còn anh em nào muốn lên quy cái combo này lên cái thùng này bán, em vẫn làm cho anh em được nha. Để em sẽ review cái combo này cho anh em xem nha, thì anh em có nhu cầu lên hay là mua phụ kiện gì em bán hết nha. Ok, trước tiên thì em sẽ đi là bát, đây là bát từ 170 coi 65 nha anh em. Sườn nhôm nha. Từ 170 coi 65 sườn nhôm. Còn anh em nào thích dán từ thêm thì kêu em dán từ lên nha, dán từ cho bát nó mạnh nha. Đây. Tiền hai găng nha anh em. Tiền hai găng. Mặt thì mặt bốn sò, có bót bát, đánh bát, có đánh súp nha anh em. Mặt em riêu rồi nha. Bình 20A. Chép là RCF nha anh em. Nay chép này loại mắt lắm nha anh em, RCF nè. Mít em cũng đi mít mới nha. Đây, mít nhìn ghiền luôn anh em. Đây. Không phải cái mít đây. Nhìn ghiền luôn á. Tay kim loại hết nha anh em, toàn là kim loại hết nha. Phân tạng anh em thấy nhìn gấu chưa? Phân tàng trà bá luôn nè. Bát chép nha anh em. Một mình đi một bên là một cái nha. Đây là mình đi hai cái nè. Mỗi bên là bát chép. Bát chép thì em đi là lên thùng là hết hai này luôn nha anh em. Ok, anh em nào cần thì cứ liên hệ em cái combo này nha. Đây, thùng. Thùng này đây. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em nha. Chào anh em.